Hôm nay mình giới thiệu với các bạn về màu xanh của lá các bạn. Màu xanh của lá và màu xanh của lá các bạn. Phải nói rằng là cái màu xanh của lá này nó hồn nhiên lắm các bạn. Và nó cũng xinh tươi nữa các bạn. Rất là xinh tươi các bạn. Mình hay thích cái màu xanh tự nhiên của lá lắm các bạn. Cho nên mình quay để mình gửi đến các bạn. Mình gửi đến các bạn để các bạn xem các bạn. Phải nói rằng có những cái mảng xanh như vậy là hiếm hoi các bạn. Những cái mảng xanh mà nó ở trong cái khu vực đô thị Sài Gòn của chúng ta thì nó hiếm các bạn. Cho nên mình rất thích các bạn. Phải nói rằng là mình rất thích. À, cái cây bụi cỏ này ta gọi là uyu đây các bạn. Cái này họ đã một lần họ đã đốt cháy rồi các bạn, rồi bắt đầu họ mới là để cho nó lên xanh lại các bạn. Phải nói là rất đẹp các bạn. Trong cái bài ca nào đó mà người ta nói màu xanh của lá và màu mắt của nhân tình nữa các bạn. Màu xanh của lá và màu mắt của nhân tình. Đó là những cái nhà thi ca các bạn, người ta sáng tác các bạn. À, đến đây thì mình chuẩn bị mình tạm dừng nha các bạn, mình tạm dừng video ở đây các bạn. Mình kính chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp các bạn.